Trần Hưng Audio xin chào toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc nhé. Từ nay bên Trần Hưng về được 16 con đẩy cực kỳ chất lượng luôn. Dòng máy lắc. Đây là dòng đẩy lắc anh em nhé. Gồm có lắc G5 và G4. Thì dòng lắc G5 này sử dụng 24 sò bù áp. Chạy 8 tụ 1000 mi. Nguồn 19-20 đấy, rất khủng. Và con này công suất của nó là 2015W, 2015W nhé, quá khủng luôn cho con đẩy lắc G5. Đấy, con đẩy lắc G5 mình quá khủng khiếp luôn. Đấy, thì bên Trần Hưng về được 16 con. Và đây là dòng G4. G4 là công suất của nó là 1270W. 1270W, anh em chơi gia đình dòng này quá chất lượng luôn. Đây, đây nội thất bên trong. Dòng này là dòng sử dụng sò Toshiba nhé. Và có loại G4 sử dụng sò NZ. NZV kép. Và chạy 4 tụ lọc. Là 4 tụ lọc luôn. 4700 mi. 4 tụ lọc 4700 mi. Dòng này là dòng 20 sò bù áp anh em nhé. Quá chất lượng luôn. Công suất của con G4 là 1270W. Và con G5 là 2015W. Quá khủng khiếp anh em ạ. Thì Trần Hưng về được lô đẩy này zin đét luôn nhá. Chưa sửa chữa, chưa chọc máy bất kỳ một thứ dù là nhỏ nhất. Đấy. Dòng G4 và G5 sử dụng toàn bộ là 4 quạt. 2 quạt trước và 2 quạt sau. Đẹp long lanh anh em ạ. Thì dòng dòng G4 này thì bên Trần Hưng bán ra với giá thành là 4 triệu. Và dòng G5 này bán với giá thành 5 triệu anh em nhé. Anh em có thể chơi đôi 725, dòng này rất ok. Và đánh súp cũng được. Đánh full đôi full ok. Bây giờ mình sẽ thử chất âm cho em chất âm nhé. Đây mình chạy một bên là một đôi Mango và một đôi 3G Audio. Chạy kênh này, kênh 1. Và kênh 2 mình sẽ chạy đôi lắc này nhé. Mình cũng vừa về cùng loa luôn. Bên này mình sẽ chạy một con loa lắc, chất âm loa lắc cho anh em nghe luôn. Chất âm dòng đẩy lắc này cực kỳ sáng luôn anh em nhé. Và Trần Hưng về rất nhiều loa lắc nữa. Quá chất lượng luôn. Đấy, anh em hãy xem và đăng ký ủng hộ kênh Trần Hưng Audio nhé. Anh em có nhu cầu về đẩy, về loa lắc thì anh em liên hệ theo số điện thoại 0972 951 003 nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé.